Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một cái này rất là hay luôn. Đó là phần chụp chặn gác dành cho các đầu bơm lớp B. Thì đối với dòng bơm lớp B như thế này á, nếu mình bơm á, mà lỡ có gác chính vào sẽ gây ra gãy cánh quạt hoặc là nghẹt đường ống bơm nước, gây ảnh hưởng đến lưu lượng nước. Thì phần chụp này á, chính là giải pháp rất là hiệu quả luôn. Mọi người chỉ cần là bao thêm một lớp lưới bên ngoài nữa là ok luôn. Chất liệu là hoàn toàn là inox nha mọi người, sử dụng nước mặn thoải mái luôn. Mình có cái chốt như thế này nè, rất là dễ gắn luôn. Các đầu bơm nước lớp B thì lưu lượng mạnh thì khỏi phải nói rồi, cần thì liên hệ mình nhé.